Dạ, mình chào bà con nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn Thanh Đức, tiếp theo mình giao lưu những cái combo giá rẻ nha bà con. Sau này mời bà con và các bạn mình cùng chi tiết với Thanh Đức à. Dạ, Chào em Đức. chào anh Lim, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh của anh Lim ha. Hôm nay em lên một số phôi giấy Mỹ giá rẻ cho cô chú anh chị về tập ghép ha. Không là mất thời gian làm em lên mã tiếp theo là một cặp mã 35, quanh cổ là 14, 16, cao 40, 50. Một cặp mã 35 này em giao lưu với em với giá là 160k. Tiếp theo em lên cặp mã 36, quanh cổ là 14, bên đây là 14 luôn, tổng cao 41, 66. Mã 36 này em giao lưu với giá là 160k luôn. Tiếp theo em lên cặp mã 37, hoành là 12, 14, tổng cao 56, 60. Một cặp mã 37 em giao lưu với giá là 160k. Em lên cặp 38, hoành 12, 14, cao 48, 48. Cặp mã 38 này em giao lưu với giá 160k luôn ạ. Tiếp theo em lên cặp 39, hoành là 21, 25, tổng cao 41, 46, 30. Mã 39 em giao lưu với giá là 180k. Thêm lên cặp 40, hoành 14, 18, cao 50, 56. Cặp 40 này em giao lưu với giá là 180k. Tiếp thêm lên cặp 41, hoành 20, 19, cao 41, 44. Mã 41 này em giao lưu với giá là 180k. Tiếp thêm lên mã số 42, hoành 15, 15, cao 51, 40. Mã 42 này em giao lưu với giá 170k. Tiếp thêm lên mã 43, hoành 13, 12, 46, cao 46, 54. Mã 43 này em giao lưu với giá là 170k. Tiếp thêm lên cặp mã 44, hoành 14, 13, cao 46, 58. Mã 44 này em giao lưu với giá là 170k. Thêm lên mã 44, 45, mã 45, hoành 17, 14, cao 49, 47. Mã 45 giao lưu với giá là 180k. Tiếp theo lên cây mã số 46, hoành 20, 16, cao 39, lùng lực bonsai. 47. Mã 46 này em giao lưu với giá là 180k.
Tiếp thêm lên cái mã số 47. Quanh 14, 15, cao 52, 57, cặp mã 47 này em giao lưu với giá là 170k. Nên cặp mã 48, quanh 12, 15, tổng cao 43, 46. Cặp mã 48 này em giao lưu với giá là 160k. Tiếp theo lên mã 49. Hoành 21, 20, tổng cao 45, 55. Cặp mã 49 này em giao lưu với giá là 180k. Thêm lên cây mã số 50. Hai cây một ghế. Hoành 19. 19. Ê, nhưng rắn nằm ngóc đầu. Tổng cao 58. 59. Cặp mã 50 này em giao lưu với giá là 180k. Thêm lên mã 51. Hoành 14, 15, tổng cao 45, 51, mã 51 này em giao lưu với giá là 170k. Tiếp thêm lên mã 52, hoành 13, 21, cao 40, 43. Mã 52 này em giao lưu với giá là 170k. Tiếp theo lên mã 53. Hoành 16, 12, tổng cao 40, 55. Mã 53 này em giao lưu với giá là 150k. Tiếp theo lên cái mã số 54. Hoành 16, 15, cao 42, 36. Mã 54 này em giao lưu với giá là 150k. Tiếp theo là em lên cái cặp mã 55. Hoành 17, 13, cao 52, 60. Cặp mã 55 giao lưu với giá là 180k. Tiếp thêm lên một cặp mã 56. Hoành 16, 19, cao 7, 57, 52. Mã 56 này em giao lưu với giá là 180k. Tiếp thêm lên cặp mã số 57. Hoành 23, 17, cao là 40, 47. Mã 57 này em giao lưu với giá là 200k. Tiếp theo là mã 58. Hoành 16, 17. Tổng cao 54, 54, 40. Mã 58 này em giao lưu với giá là 160k. Tiếp thêm lên mã số 59. Hoành 17, 19,
cao là 57, 52, ủa 42. Mã 59 em giao lưu với giá là 160k. Mã 60. Quanh 18. 15. Cao 56. 59. Cây mã 60 này em giao lưu với giá là 160k. Theo lên mã 61. Quanh 13. 15. Cao 53. 46. Mã 61 này em giao lưu với giá là 180k. Tiếp theo lên cây mã 62, gặp mã 62. Quanh là 15. 13. Cao 48. 62. Mã 62 em giao lưu với giá là 170k. Mã 62 cũng là mã cuối cùng trong clip này. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ạ. Cảm ơn Thanh Đức nha. Cảm ơn bà con mình. Mình chào bà con. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.